Đại Phụng đã canh nhân chương 181, Linh Thú một Ánh nắng chiếu vào trên người nàng, cung trang đỏ rực, trang sức hoa lệ phức tạp, cô gái bình thường mà ăn mặc như thế sẽ lộ ra vẻ xa xỉ thậm chí tục tăng. Nhưng để nàng sử dụng, lại là đẹp càng thêm đẹp. Quý khí của trưởng công chúa là ở trong xương cốt, nhị công chúa thì giống một con chim hoàng yến xinh đẹp quý giá, dù ăn mặc xa xỉ như thế nào, cũng chỉ tăng thêm vẻ đẹp của nàng. Nhưng nếu cùng mặc đồ bình thường, nhị công chúa chỉ sợ sẽ kém hơn trưởng công chúa rất nhiều. Thái tử cười nói, thơ này ta đã từng nghe, được giáo phường ti truyền lưu ra ngoài, hình như là một học sinh huyện trường nhạc viết, quả thật có một không hai, đệ nhất cổ kim. Tam hoàng tử có khí chất nho nhã tựa như thư sinh, bình luận, đáng tiếc, bài thơ hay như thế, vậy mà lại được tặng cho một kỹ nữ, thật muốn dậm chân giận dữ. Chuyện xưa giữa tài tử cùng danh kỹ được truyền lưu rất nhiều trên phố, vô cùng được hoan nghênh nhưng việc này không thể để lên mặt bàn nhất là trong mắt hoàng tộc tam hoàng tử là một người đọc sách vì thế mà vô cùng đau đớn sao lại dậm chân giận dữ hoa khôi phù hương được tặng thơ này giá trị con người tăng vọt trở thành ngôi sao đỉnh cấp của vương triều đại phụng mà ta thuận thế trở thành bạn bè thân thiết với nàng rõ ràng là đôi bên cùng có lợi hứa thất an thầm không phục trong lòng lượt chơi tiếp tục đến trưởng công chúa nàng gặp phải nang đề giống như thất hoàng tử thơ có từ thủy ở cuối vô cùng hiếm có trưởng công chúa tuy bác học đa tài nhưng không hiểu nhiều về thi từ lông mày tinh xảo nhíu lại trầm ngâm không nói vừa thấy tình huống này nhị công chúa liền cười hì hì hoài khánh là đệ nhất tài nữ kinh thành chúng ta hẳn là sẽ không đến mức bó tay với chút thi từ nho nhỏ này đâu nhỉ nhị công chúa quả thật có chút hư hỏng về sau gọi ngươi là phiếu phiếu đi hứa thất an nghĩ thầm thật ra đối với rất nhiều nam nhân mà nói Hư hỏng ở mức thích hợp ngược lại càng thêm hấp dẫn. Đương nhiên, Hứa Thất An tuyệt đối không phải nam nhân như thế. Các hoàng tử hoàng nữ mỉm cười nhìn sang, trưởng công chúa Tài Hoa xuất chúng, hào quang đè ép huynh đệ tỷ muội, cho dù là một cô gái, cũng làm người ta đố kỵ. Có thể chèn ép một chút ở lĩnh vực nàng am hiểu nhất, mọi người đều vui lòng. Trưởng công chúa không nhìn ánh mắt trêu tức của các hoàng huynh hoàng muội, hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn sang Hứa Thất An bên cạnh ngươi nhìn cái gì hứa thất an thở dài trong lòng trưởng công chúa đúng là khôn ngoan biết ta có việc nhờ nàng bây giờ liền muốn ta giúp đỡ trước thu một phần thù lao hoài khánh nhìn hắn làm cái gì nhị công chúa luôn luôn chú ý trưởng công chúa chỉ chờ nàng lắc đầu nhận thua sau đó mình nhảy ra chỉ vào nàng nói ha ha ngươi rốt cuộc thừa nhận mình là một cây thương bạc đầu bọc sáp mà thôi ai ngờ hoài khánh không chút hoảng hốt còn mắt đi mày lại với tiểu đồng la kia các hoàng tử hoàng nữ khác ít nhiều đều chú ý tới điểm ấy, chỉ là trong lòng không suy nghĩ phong phú như nhị công chúa mà thôi. Túy hậu bất tri thiên tại thủy. Hứa thất an trầm ngâm một lát, nói nhỏ một câu. Hắn nhanh chóng động não, cuối cùng nghĩ đến một câu này. Trưởng công chúa hơi vuốt cầm, dương giọng nói, túy hậu bất tri thiên tại thủy. Nhị công chúa sửng sốt, thầm thất vọng, tỷ tỷ thối hoài khánh này, vẫn còn giấu chút thủ đoạn các hoàng tử còn lại nhíu mày trầm tư tiếp theo nhìn về phía tam hoàng tử tam hoàng tử lắc đầu hoài khánh sao tam ca chưa từng nghe tới bài thơ này trưởng công chúa cười nhẹ nói đây là thơ mới làm nhị công chúa nhất thời vui vẻ trong lòng ngoài mặt dịu dàng nói này này ngươi thật xấu nói bừa một câu để lừa chúng ta đâu phạt uống ba chén ngẫu hứng làm thơ cũng được thái tử điện hạ cười nói nhưng hoài khánh ngươi phải làm một bài hoàn chỉnh mới được tam hoàng tử gật đầu đại ca nói phải trưởng công chúa lại quay đầu nhìn sang hứa thất an giống như đang nói giao cho ngươi hứa thất an bước ra từ bên cạnh trưởng công chúa ông quyền nói là thơ ti chức vừa làm lập tức mọi người đều nhìn sang con mắt đen nhánh của nhị công chúa nhìn kỹ hứa thất an thái tử nhíu mày tam hoàng tử không vui nói ngươi chỉ là một đồng la thôi lui xuống đi hắn nói chuyện coi như uyển chuyển ý tứ là, ngươi chỉ là một tên vũ phu, sao có thể làm thơ? Cốc cốc. Ngón tay ngọc của trưởng công chúa đánh bàn, làm các hoàng tử chú ý, nàng bình tĩnh nói, hắn tên hứa thất an, đường đệ là học sinh thư viện Vân Lộc. Cái này có thể đại biểu cái gì? Trong lúc nhất thời, không ai hiểu ý tứ của trưởng công chúa, mà bản thân nàng hình như rất thích nhìn thấy các huynh đệ tỷ muội nghĩ nát ốc mà không hiểu được, nhưng vẫn ra vẻ lạnh nhạt khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nở nụ cười, tiễn tử dương cư sĩ đó là do hắn làm, thơ mà Lâm An lúc trước đọc, cũng là tác phẩm của hứa thất an. Hoàng tử đang ngồi lộ ra vẻ khó có thể tin, bỗng nhiên rời đi ánh mắt, gắt gao nhìn chầm chầm hứa thất an. Tác giả bài Miên Dương Đình Tống Tử Dương Cư Sĩ Chi Thanh Châu, thế mà ngay tại trước mắt. Đúng rồi, nghe nói tác giả là đường huynh của một học sinh thư viện Vân Lộc, vừa rồi Hoài Khánh nói, vị đường đệ của Đồng La này là học sinh thư viện Vân Lộc. Tam hoàng tử rất rõ ràng về lời đồn này, lập tức phản ứng lại, biết Hoài Khánh có thể đang nói thật. Con chó trung thành ngưỡng mộ Hoài Khánh vậy mà là thi nhân đã viết ra ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. Nhị công chúa trợn lên cặp mắt hoa đào quyến rũ, không hề chớp mắt nhìn Hứa Thất An, cái nhìn của nàng đối với đồng la này có một chút đổi mới. Hứa Thất An đầu tiên là chấn động, theo bản năng cho rằng hành vi mình ngủ với Hoa Khôi Phù Hương đã bị trưởng công chúa theo dõi nghi mật. Nhưng rất nhanh liền nghĩ thông suốt, lúc trước đã canh nhân theo dõi mình, cũng là vị Hoài Thánh công chúa này bày mưu đặt kế, như vậy, tình báo có liên quan hắn, trưởng công chúa tự nhiên sẽ biết. Thái tử điện hạ nghi ngờ nói, nhưng ta nghe nói, vị kia giáo phường ti họ Dương tên Lăng, là học sinh trường Nhạc huyện. Trưởng công chúa không trả lời. Hứa Thất An đành phải tự mình giải thích, là ti chức dùng tên giả. Thái tử không nói nữa. Tam hoàng tử truy hỏi, câu thơ kia thi ta thấy không tệ túy hậu bất tri thiên tại thủy rất có ý tứ làm người ta nhịn không được muốn biết đến phần sau con cháu xuất thân hoàng gia được giáo dục tối ưu nhất cho dù là nhị công chúa chỉ thích chơi đùa không thích học bài trước đây cũng nhiều năm bị buộc đọc kinh sách thánh hiền nội tình văn hóa vững chắc khả năng đánh giá không kém bị tam hoàng tử nhắc tới lực chú ý liền trở về đến thơ bởi vì đã biết thân phận hứa thất an bỗng trong lòng nổi lên cảm giác chờ mong Hứa thất an chậm rãi nói, túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Nhị công chúa thấp giọng đọc mấy lần, cảm thấy hai câu thơ này quá đẹp, tựa như chỉ tồn tại trong đồng dao. Ban đêm yên tĩnh, nàng mặc váy dài, nằm ở đầu thuyền nhỏ, đỉnh đầu là tinh không lấp lánh vô ngần, mặt nước chiếu rọi các ngôi sao. Thuyền nhỏ phiêu đảng trên hồ, tạo nên gợn sóng, nàng an tĩnh ngủ trái tim công chúa lâm an rạo rực đập bình bịch bình bịch sóng mắt trưởng công chúa di chuyển theo bản năng muốn nghiêng đầu nhìn hứa thất an nhưng nhìn xuống vẫn duy trì tư thế trong trẻo nhưng lạnh lùng của hoa tuyết liên bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị các hoàng tử tinh tế thưởng thức hai câu thơ này khác với nhị công chúa cái các hoàng tử cảm nhận được là một loại không khí phiêu miểu rời xa trần thế âm thầm điềm nhiên tự đắc bầu không khí thoải mái gần sát tự nhiên không lo không sầu, thoát khỏi nỗi khổ phải thành danh lập nghiệp, tiền bạc ganh đua. Đồng thời, lúc bừng tỉnh lại, trong lòng sẽ có một tia buồn bã. Thơ hay, thơ rất hay. Tam hoàng tử vỗ tay, cảm xúc phấn khởi, giống như mình chứng kiến một bài tuyệt tác ra đời. Đây là vinh quang tất cả người đọc sách đều không thể kháng cự. Đây là thơ thất tuyệt hay thất luật. Thất hoàng tử tuổi không khác hứa thất an bao nhiêu hỏi. Hết rồi, chỉ có hai câu này các hoàng tử sửng sốt, sắc mặt phức tạp cổ quái. Đừng nói giỡn. Tam hoàng tử cả giận nói, có chút vội vàng, có chút bực bội, phần sau đâu, phần sau đâu. Hắn nhìn rất giống độc giả đang bị đau khổ dày vò vì tác giả ngưng viết truyện, rốt cuộc có cơ hội nhìn thấy người thật, áp lực tùy thời nổ mạnh nói, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức ra chương mới. Thơ ngẫu hứng làm mà thôi, thực sự không còn. Hứa thất an có chút hổ thẹn, thơ này không nằm trong sách giáo khoa của chính năm giáo dục bắt buộc đương nhiên hắn là người làm công tác văn hóa không có khả năng chỉ học thi từ trong sách giáo khoa bình thường cũng sẽ lướt qua một ít tác phẩm thi từ vĩ đại nhưng đều không nhớ được đầy đủ chỉ có thể nhớ vài câu tinh hoa nhất hai câu trước mắt chính là như thế ngươi ngươi tam hoàng tử chỉ vào hứa thất an phẫn nộ nói không ra lời hoàng tử thờ ơ lạnh nhạt âm thầm ủng hộ tam hoàng tử dùng thủ đoạn đối phó chó tác giả thích ngưng truyện. Trưởng công chúa hợp thời đứng dậy giải vây, hứa trữ yến, theo bản cung đi tản bộ. Nực cười. Nhìn hai người rời khỏi, tam hoàng tử còn chưa hết cơn giận vỗ bàn một cái. Đáng tiếc. Thái tử lắc đầu. Đúng rồi, ta phải đi theo hắn. Nhị công chúa bỗng nhiên kêu một tiếng, ta còn chưa hỏi hắn vụ án tan bạc điều tra đến đâu rồi. Là hắn mí mắt thái tử điện hạ giật giật khó trách cảm thấy cái tên hứa thất an này quen tai có nhị công chúa nhắc nhở nhớ lại tiểu nhân vật này trưởng công chúa cho thị vệ cùng cung nữ lui lại sống vai với hứa thất an bước đi bên hồ hứa thất an tự lui lại sau nửa bước ngươi tìm bản cung vì chuyện gì trưởng công chúa dừng lại nhìn mặt hồ im lìm thanh âm lạnh lùng như băng tuyết nhưng lại có một loại sức hút riêng ti chức ra án gặp chút phiền toái Trước mắt toàn bộ manh mối đều bị chặt đứt Hứa thất an nhìn trưởng công chúa Thấy nàng không để ý lắm Giọng điệu không khỏi thành khẩn hơn vài phần Thông báo vụ án quặng tiêu thạch Diệt khẩu trong tù cho trưởng công chúa biết Những cái này bản cung đều đã biết Dung nhanh thanh lệ của trưởng công chúa Không có biến hóa gì Thưởng thức phong cảnh mặt hồ Nàng đã biết Từng, với năng lực của trưởng công chúa Biết tình báo ta điều tra được cũng không khó khăn Hứa thất an cắn chặt răng định lộ ra một chút tin tức càng quan trọng, vì sao yêu tộc muốn phá hà miếu của Vĩnh Trấn Sơn. Đây là một điểm đáng ngờ, cũng là nơi đột phá của bản án. Đầu tiên cần nghiệm chứng có phải là giám chính đời đầu không, nếu là giám chính đời đầu, vậy đối tượng cấu kết cùng yêu tộc có thể tập trung vào một phạm vi đại khái. Trưởng công chúa thu hồi ánh mắt, mắt đẹp nhìn hứa thất an, dùng một loại giọng điệu bình tĩnh nói, hà miếu dưới vĩnh trấn sơn quả thật phong ấn một cường giả hoặc là vật phẩm đáng sợ, mà bí mật này chỉ phụ hoàng mới biết được hứa thất an thiếu chút nữa khống chế không nổi vẻ mặt của mình ngay cả cái này trưởng công chúa cũng đã biết nàng đã ý thức được hà miếu dưới vĩnh trấn sơn có phong ấn cũng đúng nhìn hồ sơ điều tra của ta với trí tuệ của trưởng công chúa có thể phỏng đoán ra điểm này là chuyện bình thường chỉ là hứa thất an không nghĩ tới trưởng công chúa lại thản nhiên kể lại với hắn phải biết rằng bí mật trong hà miếu của vĩnh trấn sơn chỉ có một mình nguyên cảnh đế biết ngươi là một nhân tài hiếm có có nguyện làm việc cho bản cung không trưởng công chúa thấy sắc mặt hứa thất an hơi biến đổi biết hắn đang rung động trong lòng khẽ cười một tiếng tung cành ô liu đây đúng là điều hứa thất an muốn tâm mong muốn nhưng chưa dám nói nếu trưởng công chúa đã thẳng thắn như vậy hứa thất an cũng không thèm vòng vo ti chức nguyện đầu rơi máu chảy vì công chúa cái này hứa thất an rất quen thuộc đời trước công tác ở cục cảnh sát cũng là thề thốt như vậy với lãnh đạo. Đương nhiên, chỉ là minh hữu trong công việc, hai bên cùng có lợi, mà không phải làm chó cho hoàng quyền. Hắn bổ sung trong lòng một câu. Tin tưởng với tính cách và chỉ số thông minh của trưởng công chúa, muốn duy trì quan hệ tương đối ngang hàng, hẳn là không khó. Trưởng công chúa nở nụ cười tỏa nắng, ánh sáng mặt hồ phản chiếu cũng như ảm đạm hơn mấy phần. Nói đi, ngươi cần ta giúp cái gì? bây giờ giọng điệu thái độ của công chúa đã chuyển biến rất nhiều mơ hồ loại bỏ một mảng lớn khoảng cách hứa thất an suy xét một chút định bẩm báo chi tiết lý do là mới kết thành quan hệ đồng minh với trưởng công chúa hắn cần bày ra giá trị bản thân phải làm trưởng công chúa cảm thấy tiểu đệ này rất mạnh rất không tệ mặt khác hắn muốn làm rõ vụ án phi tan bạc thì không thể thiếu giúp đỡ của trưởng công chúa huống hồ là trưởng công chúa nhắc tới đề tài này trước còn thản nhiên nói với hắn bí mật này chỉ nguyên cảnh đế mới biết được căn cứ theo điều tra của ti chức sau lưng chu xích hùng còn có một người khác thao túng tất cả cũng là hắn cấu kết yêu tộc hứa thất an nói trong mắt trưởng công chúa chợt lóe lên ánh sáng kỳ lạ vì sao nói vậy hứa thất an đáp lời triệu huyện lệnh huyện thái khang sáng nay đã chết trong địa lao nha phủ ta hoài nghi hắn bị người khác diệt khẩu trưởng công chúa buông xuống ánh mắt vuốt cầm trầm tư Hứa Thất An tiếp tục nói, ti chức luôn nghi ngờ một điểm, vì sao yêu tộc phải hủy chứng cứ vụ án tan bạc, kẻ phía sau màn vì sao phải cấu kết yêu tộc. Ta phái người tra xét tất cả hồ sơ về án tan bạc này, phát hiện một chuyện phi thường quỷ dị, nhất thời tập trung vào, 500 năm trước. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lưu lại thời gian để trưởng công chúa cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hắn phải thất vọng, trưởng công chúa chỉ là nhíu mày khi nghe tin tức này mà thôi. Cổ nhân nói không sai ngực nữ nhân có khe rảnh thật sự sâu không lường được năm trăm năm trước lúc đó thái tử vô ý rơi xuống nước sau bị bệnh thần kinh không lâu sau chết ở tan bạc hứa thất an nói trưởng công chúa lộ ra vẻ giật mình bản cung nhớ đúng là có chuyện này hứa thất an gật gật đầu tiếp theo nói mà năm trăm năm trước võ đế trọng chấn triều cương quét sạch bọn đạo chích có một người là chướng ngại hắn không thể tránh khỏi dám chính đời đầu nghe đến đó sắc mặt trưởng công chúa đã hoàn toàn biến đổi. Hứa thất an nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang chấn kinh của trưởng công chúa, liên tiếp đặt câu hỏi, dám chính đời đầu vì sao giả bệnh? Vì sao bệ hạ giữ kín không nói ra với vật phong ấn tan bạc? Vì sao trấn áp 500 năm còn không chết? Vì sao thuật sĩ ti thiên giám hoàn toàn không biết gì về giám chính đời đầu? Cái này rốt cục là nhân tính vạn vẹo hay là không có đạo đức? Hứa thất an bổ sung, đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của ti chức, chỉ là nếu tìm một cường giả phù hợp điều kiện 500 năm trước, dám chính đời đầu không thoát khỏi hiềm nghi. Trưởng công chúa tựa như bị khiếp sợ, thật lâu không mở miệng, một đợt gió thổi tới, làm mặt hồ yên ả nổi lên gần sóng, nàng thở dài, vậy ngươi tìm bản cung là vì? Ti chức muốn điều tra hồ sơ bên ngoài không có. Hứa thất an nói, ti chức ở trong tang bạc phát hiện trận pháp phong ấn, mà cục đá trận pháp có khắc Phật văn. Phật văn, tay để trong áo của trưởng công chúa vô ý thức co duỗi một cái, nhìn chầm chầm hứa thất an vài giây mới rời ánh mắt, dùng giọng điệu bình tĩnh nói, tốt, đợi yến hội chấm dứt, bản cung mang ngươi đi văn viên cát. Hứa thất an nhẹ nhàng thở ra, cảm tạ một câu, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng cười như chuông bạc, cùng với động tĩnh bọc nước cuồn cuộn. Quay đầu nhìn lại, nhị công chúa mặc quần đỏ như lửa đang cưỡi trên lưng một con quái vật, hai tay cầm góc ở đỉnh đầu quái vật, lắc lắc thân hình, bóng lưng đẹp đẽ thước tha toàn thân quái vật kia có màu tuyết trắng, vẫy dài tinh mịn, lưng có một khối giáp bằng phẳng, vừa vặn để người ngồi lên. Thân dài ba thước, tay mọc vuốt sắt, nhìn giống như rồng. Trưởng công chúa quay người lại, giải thích, con thú này gọi là Linh Long, Linh Thú chỉ tìm thấy ở Trung Châu, tính cách hiền hậu, tương truyền là tọa kỵ của nhân hoàng thời cổ. Thích dùng tử khí nhân gian, cho nên được các đời hoàng thất nuôi dưỡng trong cung, ngụ ý là tử khí đông lai. Nhân tộc trường tồn Trưởng công chúa lại bổ sung con thú này bẩm sinh biết vọng khí thuật. Thì ra động vật mình thấy trong hồ chính là nó. Hứa thất an từng một tiếng, tử khí là khí vận độc hữu của vương công quý tộc, loại quái vật này cần tử khí nuôi dưỡng, chứng tỏ là một loại thủy thú. Thủy thú dơ cao đầu lên, khi thì hạ xuống, bọc nước liên tục nhộn nhạo theo nhịp bơi của nó, nhị công chúa cười tươi như hoa, chơi đùa phi thường vui vẻ. Các hoàng tử mỉm cười nhìn theo, Hai hoàng nữ khác chạy đến bên bờ, hô gọi Lâm An lên bờ, mọi người thay phiên nhau cưỡi. Linh Long tuy tính tình dịu hiền, nhưng cũng rất kiêu ngạo, sẽ tấn công người thường dám tiếp cận nó, Lâm An là hoàng nữ, mới có thể cưỡi thoải mái như vậy. Trưởng công chúa nói xong, khóe miệng mở ra, là một chuyện hứa thất an không thể tưởng tượng được. Nàng đặt ngón trỏ ở bên miệng, dùng sức thổi sáo. Linh Long nghe được âm thanh này, cái đầu như rắn ngẩng cao lên, di chuyển lại đây mọi người đều nhìn thấy thân hình linh long cứng ngắc lại nó bỗng nhiên táo bạo hẳn lên trong miệng lớn tiếng phát ra một tiếng gầm gừ muốn hất bay nhị công chúa xuống tựa như bị nhị công chúa cưỡi là một chuyện đáng sỉ nhục nha cùng nhị công chúa kêu sợ hãi bị ném vào trong hồ linh long phát cuồng vặn vẹo thân mình bơi tới chỗ trưởng công chúa vừa rẽ nước mà đến vừa kêu to không ngừng không rõ là phấn khởi hay nổi điên ào tới gần bên bờ, nó như trồng lên tận trời, lại trùng trùng điệp điệp đập xuống, làm bùn lầy tung bay mãnh liệt. Bộ quần áo trắng của trưởng công chúa dính một chút bùn bẩn. Trưởng công chúa có chút kinh ngạc, linh thú hôm nay hình như đặc biệt thân cận với nàng, nàng thổi sáo miệng không phải vì triệu hồi linh thú, mà là hấp dẫn sự chú ý của nó, làm ra động tác quay đầu, từ đó khiến Lâm An bất ngờ không kịp bám chắc ngã xuống nước. Ai ngờ, Linh Long phản ứng mạnh như vậy, trực tiếp vung đầu hất bay Lâm An sao phong cách trưởng công chúa lại có chút giống người đọc sách thư viện Vân Lộc. Thật là xấu bụng. Tiểu lão đệ nhà mình cũng âm hiểm ác độc như thế. Ồ, trưởng công chúa đã từng học ở thư viện Vân Lộc. Hứa Đại Lan càng có lĩnh ngộ sâu hơn với cảnh cáo của hứa Nhị Lan. Quả nhiên chỉ có người âm hiểm mới hiểu người âm hiểm nhất. Động tĩnh trên mặt nước làm các hoàng tử chấn kinh, thái tử đuổi tới bên bờ, kêu gọi thị vệ cứu người. Linh Long quả nhiên càng thích hoài thánh hơn cái này nghĩa là tử khí của hoài khánh mạnh hơn lâm an sao hình như cách giải thích này không hợp lý linh long cũng không quá thân thiết với chúng ta bộ dáng nó khúng đúng ta chỉ mới nhìn thấy một lần lúc ấy nó đang đối mặt phụ hoàng hoài khánh qua đó trưởng công chúa mang theo làng váy mặt nở nụ cười đi về phía linh long định cưỡi lên bên này bao gồm thái tử các hoàng tử hoàng nữ đều nhìn chăm chú vào một màn này từng ngoại trừ âm hiểm lòng háo thắng của trưởng công chúa còn rất mạnh hứa thất an căn cứ theo tâm lý học phân tích một phen phỏng đoán ra sự cứng cỏi trong tính cách của trưởng công chúa ồ sao mình cảm giác như nó đang nhìn mình ánh mắt linh long không phải kiểu dựng thẳng hung ác mà là đồng tử đen như trân châu tựa như con chó đời trước ánh mắt như là một đôi cúc áo đen sáng ngời bởi vậy nó hẳn là rất ngoan hiền đây không phải trọng điểm trọng điểm là không hiểu sao hứa thất an cảm thấy Linh Long đang chờ hắn. Quả nhiên, khi trưởng công chúa tiếp cận Linh Long, điều khiến mọi người đều bất ngờ đã xảy ra. Nó bỗng nhiên lộ vẻ táo bạo, gầm nhẹ uy hiếp với trưởng công chúa, không cho nàng tới gần. Trưởng công chúa nhíu mày, lui lại mấy bước. Linh thú vẫn ghé đầu vào bên bờ, ra vẻ như đang mời gọi, mau tới cưỡi ta. Ồ, Linh Long không cho Hoài Khánh đi lên. Sao lại thế, hôm nay tâm tình linh long không được tốt sao không đúng tư thế kia của nó chính là đang đợi người khác cưỡi các hoàng tử bắt đầu nghị luận hứa thất an không nghe được thanh âm các hoàng tử nghị luận nhưng hắn biết không thể chờ thêm thử nghĩ xem một con linh thú ăn tử khí lại không nể mặt hoàng nữ kết quả lại chuyển hướng chờ ngươi tới cưỡi cái này tuyệt đối không phải chuyện tốt nếu việc này là do vận khí kỳ quái trên người mình tạo thành vậy hứa thất an tình nguyện chậm rãi lần mò cho dù vô ích cũng không hy vọng bí mật sáng tỏ với quy tắc sinh tồn của thế giới này sẽ không có chuyện bởi vì ngươi không biết mà miễn trừ lỗi lầm trưởng công chúa con quái vật này thử nguy hiểm chúng ta mau rời khỏi đây thừa dịp trưởng công chúa không liên tưởng đến trên người hắn hứa thất an nhanh chóng che trước mặt nàng để linh long nhìn chăm chú bản thân như vậy có khả năng trưởng công chúa sẽ phát hiện được gì đó trưởng công chúa nhíu mày nhìn chầm chầm Linh Long một lát, bất đắc dĩ gật đầu, đi thôi. Hứa thất an làm bộ cản phía sau, để trưởng công chúa đi trước, sau đó bản thân đuổi theo, đi tới cách đó mấy chục thước, hắn nghe thấy Linh Long phía sau truyền đến tiếng gào thét tuổi thân và uất ức. Hứa thất an cùng Hoài Khánh quay về tứ phương đài, nhị công chúa Lâm An đã được mang lên bờ, cả người ướt sũng, khoác áo khoác thật dày, hai tay ôm ngực, thân thể lạnh rung, bờ môi xanh tím. Nàng chỉ vào Hoài Khánh, vừa khóc vừa nói, ta muốn tố cáo phụ hoàng, hoài khánh, bản cung sẽ không để yên cho ngươi. Trưởng công chúa thản nhiên nói, chuyện này có quan hệ gì với bản cung đâu. Rõ ràng do hôm nay cảm xúc linh long táo bạo, không khống chế được. Hình tượng Lâm An chiến đấu thất bại, khi bại khi thắng sớm đã xâm nhập lòng người, các hoàng tử hoàng nữ cũng tập mãi thành thói quen, đều thảo luận tới sự dị thường của Linh Long. Linh Long quả thật có vấn đề, phát cuồng một cách kỳ quái. Sao nó còn ở cạnh bờ, nhìn chằm chằm bên này tiếng kêu dường như thực tuổi thân và uất ức thái tử thân là ca ca ruột đau lòng an ủi muội muội hai giây sau đó khoái trá gia nhập thảo luận hẳn là vì tâm tình không tốt linh long không phải loài thú bình thường tự nhiên có tính tình nhưng thú chung quy vẫn là thú đầu óc của chúng nó không được thông minh các điện hạ thảo luận một lát liền không còn chú ý nhị công chúa rơi xuống nước sợ cảm lạnh vì vậy yến hội sớm kết thúc các điện hạ cao quý cưỡi xe ngựa quay về, lưu lại đường sai thu dọn tàn cục. Trưởng công chúa mang theo hứa thất an đi vòng qua Đông Hoa Môn, đến bên ngoài Văn Nguyên Cát. Văn Nguyên Cát là nơi cất chứa các loại văn kiện của hoàng gia, có bảy tòa lầu cát, số sách bên trong mênh mông như biển. Hứa thất an cùng trưởng công chúa vùi đầu vào đống sách cổ, tra xét các đại thần năm xưa, tìm được rất nhiều tư liệu về giám chính đời đầu. Người này tự nghĩ ra hệ thống thuật sĩ, lai lịch lại thần bí, phụ tá sơ đại hoàng đế khai sáng sự nghiệp to lớn, vốn nên được hưởng thờ phụng trong thái miếu. Nhưng ghi chép về hắn, vào 500 năm trước đột nhiên chấm dứt. Thực rõ ràng có người cố tình xóa đi thông tin. Người đó, không thể nghi ngờ chính là Võ Tông Hoàng đế. Tại tòa tàng thư lâu thứ ba của Văn Uyên Cát, trên lầu 2, bên cửa sổ, trưởng công chúa để nửa người lộ ra dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trắng nõn như phát sáng, sợi lông tơ rất nhỏ trên mặt cũng có thể thấy được, Nàng nói, nếu năm đó võ tông hoàng đế xóa ghi chép về đại giám chính, như vậy chúng ta không có khả năng tìm được tư liệu cần thiết ở văn uyên các. Thấy hứa thất an lộ ra vẻ thất vọng, trưởng công chúa chỉ điểm một câu, ngươi không phải nói phát hiện Phật văn trên cột đá sao. Chúng ta có thể thử tìm kiếm điểm đột phá từ đây. Liên tục xem xét tư liệu làm thần thái nàng có chút mỏi mệt, không tự giác cuối thân xuống bàn học, động tác như vậy, làm bộ ngực siêu to siêu khổng lồ của nàng gác lên mặt bàn cái khe rảnh này. Hứa thất an không nhịn được ngắm một chút, rồi không chú ý tới nữa, dù sao lúc ngươi đang nhìn vực sâu, có khả năng vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi. Mà vực sâu này, hứa thất an hiện tại còn chưa dám trêu chọc. Trừ khi tương lai hắn có thể làm ánh mắt vực sâu ngượng ngùng cúi xuống. Sau khi đổi dòng suy nghĩ, quả nhiên có thu hoạch. Ta lật xem đại phụng, lý trí, phát hiện thời điểm đại phụng vừa lập nước, kinh thành không có chùa, cũng không có người Phật môn truyền giáo. Nhưng sau 500 năm trước, đột nhiên có một cái chùa xuất hiện, tên là Bảo Tháp Tự. Trưởng công chúa không hổ là học phách, ở phương diện ra tìm tư liệu mạnh hơn hứa thất an nhiều. Lông mi thật dài của nàng công công, trong mắt lộ vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn tràn đầy vẻ trong trẻo lạnh lùng, lúc này nàng giống như đột nhiên bừng sáng lên. Trưởng công chúa rất vui sướng với phát hiện này. Lúc bảo tháp tự hưng thịnh nhất, mỗi ngày khách hành hương như mây, quan to tôn quý ra vào không ngừng một tòa chùa miếu nhưng lại mua được gần trăm khuynh ruộng tốt nhưng sau khi triều đình tiến hành chiến dịch diệt phật bảo tháp tự dần dần khó khăn hiện tại trong mấy chùa lớn của kinh thành đã không còn cái tên của bảo tháp tự từng họ vẫn có một nhánh còn sót lại thay tên thành thanh long tự địa chỉ ở bạch phượng sơn phía tây này ngươi có nghe ta nói không đừng làm ồn im lặng cho ta suy nghĩ hứa thất an nhiếu mày Trưởng công chúa nhớ mày, rồi lại nhìn xuống, không nói chuyện. Hứa thất an phân loại toàn bộ manh mối trong đầu. Nếu Ngụy Uyên để mình tập trung mục tiêu vào hung thủ sau màn, chuyện dám chính đời đầu chuyện không cần mình nhúng tay, nhưng việc này không tách ra được, chỉ khi biết rõ ràng trung tâm mấu chốt của vụ án, mình mới có thể tiếp tục ra tiếp. Với tình huống trước mắt, cụ thể án tan bạc là thế này, võ Tông Hoàng đế năm đó soán vị thành công, phong ấn dám chính đời đầu vào tan bạc, dùng thần kiếm trấn áp khí vận, cộng thêm pháp trận phong ấn. Bí mật này, chỉ có một mình nguyên cảnh đế biết được. Yêu tộc phương Bắc nhị ngũ tử trong triều đình, phá hủy phong ấn tan bạc, thả ra giám chính đời đầu, muốn làm cho kinh thành đại phụng đại loạn, bọn họ cũng nhân cơ hội nổi lên. Nếu dựa theo ý nghĩ này đi tiếp, đối tượng điều tra của mình có hai loại, một, người muốn khôi phục hoàng thất năm xưa, hai, người có ý đồ soán vị. Dòng họ hoàng thất Hoàng thất trước đã là lịch sử 500 năm trước, khả năng có người muốn khôi phục không lớn, vậy là có người muốn xoán vị. Ừm, cái giả thiết này có vẻ hợp lý, nhưng thiếu chứng cứ. Có thể bí mật cấu kết với yêu tộc phương Bắc, lại là dòng họ hoàng thất. Trấn Bắc Vương Hứa thất an mạnh mẽ trừng lớn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có phát hiện gì? Trưởng công chúa lúc này hỏi. Ta hoài nghi thúc thúc ngươi muốn làm cha ngươi, nhưng ta không chứng cứ hứa thất an lắc đầu không trả lời trưởng công chúa tiếp tục suy nghĩ những lời này trước khi có chứng cứ vô cùng xác thực thì không thể nói được nói xấu thân vương là tội chết trinh thám tựa như làm đề bài toán học manh mối đều nối liền nhau lại lộ ra vẻ hợp lý phàm là có một chút đáng ngờ không được chứng thực đáp án có khả năng sẽ lệch đi cả vạn dặm hiện tại mình phải làm hai chuyện một xác nhận dưới phong ấn tan bạc là giám chính đây là trung tâm toàn bộ phỏng đoán của mình mà muốn xác nhận chuyện này, mình nhất định phải biết rõ ràng Phật môn ở bên trong này sắm vai nhân vật gì. Hai, mình phải xác nhận sát vụ triệu huyện bị diệt khẩu có phải do đạo môn nhân tông làm không, nếu phải, đạo môn lại sắm vai nhân vật gì, cấu kết cùng trấn mắt vương. Mình phải tìm được chứng cớ xác thực cho thấy bọn họ cấu kết. Mọi chuyện phải hoàn thành trong vòng một tuần. Như thế, cho dù làm sai, mình còn có cơ hội làm lại từ đầu. Nếu trong vòng 10 ngày tiến độ vụ án vẫn dậm chân tại chỗ, mình đành phải ôm đùi ngụy ba ba khóc nói, phế số này, dựng lại cái mới đi. Hứa thất an vừa tự hỏi, vừa quyết định ngày mai cần làm gì. Tra tư liệu các hệ thống tu hành lớn một phần, xác nhận chân tướng cái chết của triệu huyện lệnh, bái phỏng thanh long tự, tìm hiểu bí ẩn năm đó, bái phỏng trấn bắc vương phủ, gặp một lần vị vương phi được gọi là đệ nhất mỹ nhân kinh thành kia. Hạ quyết tâm, hứa thất an nói, Ti chức có chút suy đoán, chỉ là trước khi có kết quả, thì còn chưa dám nói loạn với công chúa. Trưởng công chúa thật thông minh, không truy hỏi, vuốt cầm nói, bản cung mệt mỏi rồi. Xe ngựa gỗ liên tơ vàng rời khỏi văn uyên cát, hứa thất an cũng rời đi, đôi bên mỗi người đi một ngã, hứa đại lan ngồi lên thân ngựa, vó ngựa chạy tới đông hoa môn thì bị thị vệ ngăn cản. Lâm An công chúa muốn gặp ngươi. Thị vệ trưởng nói. Lâm An công chúa nàng và trưởng công chúa không hợp nhau, ta lại đi theo trưởng công chúa, chỉ sợ không có chuyện gì tốt, không gặp. Hứa thất an trực tiếp cự tuyệt, ta có hoàng lệnh trong người, phụ trách ra án, ngươi hồi bẩm lâm an công chúa, chờ ngày khác ta sẽ tự tới. Nói xong, hắn lấy ra kim bài. Thị vệ trưởng căn bản không sợ, cười ha hả nói, lâm an công chúa là công chúa được bệ hạ sủng ái nhất, cái kim bài này của ngươi vô dụng ở chỗ này. Căn cứ theo quan sát tại Yến hội, nữ hoàng hộp đêm à không lâm an công chúa điêu hoa tùy hứng tuy không giống linh nguyệt muội tử đánh một quyền sẽ choáng váng thật lâu nhưng rơi xuống nước vẫn tủi thân và uất ức khóc không phải hạ người nội tâm thâm trầm có khả năng sẽ bị làm khó dễ chứ không đến mức là hồng môn yến cẩn thận một chút là được dù sao lo lắng cũng đâu có tác dụng gì hứa thất an phun ra một ngụm trọc khí dẫn đường đi nhị công chúa ở thiều âm cung một tòa biệt biển rộng lớn mà lịch sự tao nhã thị vệ trưởng mang theo hứa thất an vượt qua cửa cao vòng qua tường bình phong trước mắt là một đại viện tràn ngập sắc thái cô gái ngây thơ chất phát xích đu buộc trên giàn nho cốc tường trồng chất tượng đất sét rách nát phía đông lương đình mơ hồ có thể thấy được rất nhiều thứ đồ cổ quái ở phía tây vườn hoa nhị công chúa lâm an mang theo vài nha hoàng đá tú cầu các cô gái liếu riếu khi thì ồn ào khi thì dồn dập như tiếng chuông bạc Điện hạ, hứa thất an đã tới. Thị vệ trưởng ở cách thật xa đã ôm quyền, cao giọng nói. Nhị công chúa dừng chân, quay đầu nhìn lại, nàng nhìn chầm chầm hứa thất an vài giây, khóe miệng nhếch lên, dùng sức một cước đá bay tú cầu. Phành Tú cầu bay vụt, làng váy lâm an công chúa chợt bung thành hình tròn, giống một đóa hoa nở rộ. Hứa thất an vừa gặp mặt đã bị một phát hạ mã uy, trong lòng thầm rùng mình, vừa muốn tránh né, bỗng nhiên lại nhìn xuống, nhìn tú cầu bắn lên trời, bay về phương xa. Tha cho ngươi một lần. Nhị công chúa trực tiếp chạy về phía trước kính, nói, hứa thất an, ngươi theo bản cung tiến vào, những người khác ở bên ngoài chờ đợi. Trước cửa phòng xa hoa to lớn, nhị công chúa ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, hứa thất an đứng ở trong sảnh. Hai người không tiếng động nhìn kỹ đối phương. Nhị công chúa định thông qua thân phận hoàng nữ, dùng ánh mắt nhìn chăm chú để ép buộc hứa thất an chịu thua. Nàng biết lúc Hoài Khánh còn trẻ, đã từng có đoạn thời gian nuôi chim ưng, đôi mắt chim ưng là lợi hại nhất, tựa như dao nhỏ, người thường không thể đối diện lâu dài với nó, bởi vậy trong quá trình dạy bảo chim ưng, phải dùng ánh mắt càng lợi hại càng bình tĩnh áp chế nó. Một khi người nuôi ưng không nhịn được nhìn đi chỗ khác, liền mất đi tư cách trở thành chủ nhân chim ưng. Mục đích Hoài Khánh nuôi ưng là rèn luyện ánh mắt lợi hại, nhị công chúa đến nay vẫn không dám đối diện lâu dài cùng với Hoài Khánh đáng tiếc đôi mắt hoa đào ngập nước của nàng thật sự không có lực sát thương, lúc nhìn chầm chầm người khác, ngược lại còn khiến người ta nảy sinh tà niệm. Hứa thất an đánh giá nhị công chúa, mặt nàng tròn trịa mượt mà, chút tương tự với trữ thái vi, nhưng loại hình của tử thái vi là ngọt ngào mềm mại, hơn nửa mắt cũng to. Nhị công chúa lại là loại hình mỹ nhân quyến rũ, con mắt hoa đào nhìn ai cũng giống như đang liếc mắt đưa tình. Hứa thất an, nghe nói ngươi là con chó trung thành của Hoài Khánh. Nhị công chúa thấy mình ra vẻ cứng rắn nhìn chăm chú cũng không thể khuất phục hứa thất an, liền cười một tiếng, chuyển sang đã kích bằng ngôn ngữ. Đúng vậy, ta gọi là bác công. Hứa thất an thành khẩn đáp. Bác công là cái gì? Là con chó trung thành. Ngươi đang trêu chọc bản cung. Lâm an công chúa nhớ mày. Không dám. Hứa thất an không kiêu ngạo không nịnh nọt nói. Lâm an công chúa yêu kiều hừ một tiếng, bản cung cho ngươi một cơ hội hiện tại lập tức đi theo làm việc cho ta rời xa nữ nhân hoài thánh kia nếu không làm việc cho ngươi ta hiện tại đã ôm đùi ngục của trưởng công chúa đùi của ngụy uyên đùi lại làm việc cho ngươi ta chẳng phải là gia nô ba họ sao hứa thất an lắc đầu thật có lỗi ti chức đã thề sẽ làm trâu làm ngựa cho trưởng công chúa máu chảy đầu rơi cũng không lùi bước nhị công chúa liền nói ngay ta cũng muốn ngươi làm trâu làm ngựa cho ta. Vậy ngươi có chịu cửi ta không? Hứa thất an biết rõ tình huống, nhị công chúa thấy hắn được trưởng công chúa thưởng thức, là người dắt ngựa, hộ vệ cho trưởng công chúa, biết viết thơ, nói chuyện lại dễ nghe, liền nổi lòng ghen tị, muốn cướp hắn từ tay trưởng công chúa. Nhị công chúa xin đừng làm ta khó xử. Hứa thất an nghiêm khắc cự tuyệt, làm người phải giữ chữ tính, nếu đã đáp ứng làm việc cho trưởng công chúa, sẽ không thể đáp ứng những người khác ngươi mà nói không nhị công chúa trận to con ngươi cười lạnh uy hiếp ta hiện tại sẽ lập tức hô to phi lễ nói với thị vệ ngươi muốn đùa dẫn bản cung tại hạ nguyện máu chảy đầu rơi làm trâu làm ngựa cho nhị công chúa hứa thất an thành khẩn mở miệng nhị công chúa liền cao hứng hẳn lên kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ngươi là một nhân tài từng về sau buổi trưa mỗi ngày ngươi tới nơi này gặp bản cung nghe bản cung sai bảo điện hạ ti chức có việc trong người, còn phải điều tra án tan bạc. Hứa thất an thở dài. Cũng phải, Lâm An công chúa nghĩ một hồi, vậy ngày mai không cần đến, chờ lúc nào bản cung muốn sai bảo ngươi, ngươi lại đến. Hứa thất an đã rõ ràng, nữ nhân này chỉ là muốn chơi đùa, không phải thật sự cần hắn làm việc cho, thuần túy là vì trưởng công chúa. Quy hiếp vừa nãy cũng không có lực sát thương gì, đường đường công chúa, đổi lấy mạng một tiểu đồng la như hắn, lỗ nặng chính vì hắn đã rõ ràng mới thay đổi thái độ đáp ứng nhị công chúa coi như là chơi đùa với cô bé hàng xóm ham chơi tùy tiện ứng phó một chút ngươi lui ra đi nhị công chúa vui vẻ bởi vì sự tình tiến triển thuận lợi vâng đợi một chút nhị công chúa kêu lại hắn tháo xuống ngọc bội trên lưng nói đây là tính vật của bản cung có cái này thì khi tiến cung thị vệ sẽ không ngăn nhưng chỉ có tác dụng ở nơi này địa phương khác ngươi không đi được hào phóng như vậy. Ngươi là đồ ngốc sao? Ánh mắt hứa thất an sáng lên, tiếp nhận ngọc bội thu vào trong lòng, sau này ti chức nhất định tận tâm hết sức, nguyện trung thành với điện hạ. Nô gia ba họ hứa thất an rời khỏi hoàng thành trước hoàng hôn, dục ngựa quay về nha môn đã canh nhân. Nha môn đã đến giờ nghỉ làm, chỉ còn lại mấy người đã canh nhân ở lại trong coi, so với ban ngày thì trong trẻo nhưng lạnh lùng im lặng hơn rất nhiều. Hứa thất an vừa mới tiến vào cửa, liền có một kim la mũi cao tới nghênh đón là phụ thân chu thành chú chu dương kẻ địch gặp mặt không có đỏ mắt gào thét chỉ là âm thầm dò xét lẫn nhau một phen chu kim la thương thế của lệnh công tử như thế nào rồi hứa thất an nở nụ cười lấy ra yêu bài lo lắng mười phần dắt ở trên lưng ánh mắt chu dương nhìn lướt qua kim bài mặt không biểu tình thản nhiên nói mạng lớn không chết được chỉ sợ hứa đại nhân sẽ đi trước một bước Hứa thất an khoát tay, tươi cười hiền lành, ta sẽ đợi hắn ở trên đường, dù sao cũng từng quen biết một phen. Chu Dương im lặng vài giây, vuốt cầm, điều tra án cho tốt. Đi thông thả, Chu Kim la. Tiến vào thiên thính xuân phong đường, đồng la lệ thuộc Lý Ngọc Xuân, cùng với vài bộ khoái phủ nha vẫn có mặt. Lý Ngọc Xuân nghe được tiếng bước chân, bước ra từ xuân phong đường, nói, cái chết của triệu huyện lệnh có chút dấu vết, từng, chưa chắc do đạo môn gây nên hứa thất an gật gật đầu theo lý ngọc xuân vào xuân phong đường chiều hôm nay trần phủ doãn mời ti thiên giám áo trắng thẩm vấn một tốt cùng quan lại trực đêm xác nhận bọn họ không có vấn đề tiến thêm một bước xác nhận triệu huyện lệnh thật sự là không một tiếng động chết vào thời gian rạng sáng lý ngọc xuân rót cho hứa thất an chén trà tiếp theo nói âm thần đạo môn có thể làm được điểm này cũng có thể không để lại dấu vết vượt qua đám thủ vệ cùng ngục tốt nhưng hôm nay sau khi điều tra tư liệu Ta phát hiện còn có một hệ thống làm được điểm này. Hứa thất an uống ngụm trà, kiên nhẫn nghe. Vu sư. Lý Ngọc Xuân mở miệng. Vu sư. Ngươi đã từng nghe nói về vu thần giáo chưa? Vu thần ta đã nghe nói, phẩm cấp ở ngoài tiên thần, vu thần giáo là giáo phái vu thần sáng lập. Lý Ngọc Xuân từng một tiếng, vu thần là thần linh của các quốc gia Đông Bắc cùng nhau tín ngưỡng, vu thần giáo ở Đông Bắc có quyền lực tối cao, giống như Phật môn ở các quốc gia Tây Vực. Đại Phụng là hoàng quyền cao nhất, bộ lạc phương Bắc cũng là như thế. Nhưng Tây Vực cùng Đông Bắc thì thần quyền mới xếp đầu, giáo phái là chúa tể chân chính. Vu sư ở lĩnh vực nguyên thần có thể sánh vai với đạo môn. Hứa thất an khiêm tốn thỉnh giáo. Không, lĩnh vực nguyên thần không có hệ thống nào đủ sức sánh với đạo môn. Lý Ngọc Xuân lắc đầu, nói, nhưng vu sư tứ phẩm còn gọi là bảo mộng vu, có thể tạo cảnh trong mơ, giết người ở cảnh trong mơ. 70 năm trước, yêu tộc phương Bắc và vu thần giáo từng phát sinh chiến đấu bởi vì tranh chấp lãnh địa. Căn cứ theo tình báo gián điệp đã canh nhân truyền về, có một nhóm 2.000 binh sĩ yêu tộc ở quân doanh mà không một tiếng động tử vong. Trên người bọn họ không có vết thương, ban đêm hôm qua mọi người đều say giấc, nhưng rốt cuộc không thể tỉnh lại nữa. Tứ phẩm vu sư Sao lại liên lụy tới cả vu sư rồi? Vụ án này quá khó khăn nhân tông hiện tại là quốc giáo đại phụng đạo thủ là quốc sư cái này đã là vinh quang cao nhất đám người trấn bắc vương âm mưu soán vị lại là vì chỗ tốt gì đã không còn khả năng lên tiếp phung cấp rồi cho nên khả năng vu thần giáo tham dự càng lớn hơn nếu giết chết triệu huyện lệnh là mộng vu vậy thế lực sau màn án tan bạc sẽ là kẻ đứng sau màn yêu tộc phương bắc vu thần giáo đông nam hứa thất an đang nghe chuyện trên tv audio cv uống ngụm trà khó nén được sự mỏi mệt trong ánh mắt. Cũng không phải không thu hoạch được gì, ít nhất hiện tại có thể bước đầu loại trừ nhân tông, vô án có một chút tiến triển. Hứa thất an nói. Đầu nhi, mang việc này bẩm báo cho ngụy công. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, cũng lộ khuôn mặt u sầu đầy mặt, ta cứ cảm giác, cuối năm canh, là đại loạn sẽ mở ra. Chúng ta chỉ để ý phá án là được. Hứa thất an vỗ bả vai của hắn, rời khỏi nha môn lúc về tới nhà trời đã hoàn toàn tối đen đói bụng một ngày bụng đói kêu vang hắn xử xong thức ăn hâm nóng lại của đầu bếp nữ uống sữa linh nguyệt mùi dâng lên trở lại tiểu viện ngã đầu liền ngủ ngày thứ ba khi ánh mặt trời còn lờ mờ hứa thất an đã cưỡi ngựa đuổi tới nha môn vừa lúc thấy phố đối diện trữ thải vi mặt váy vàng cũng cưỡi ngựa tới đây nàng một tay nắm dây cương một tay ôm trong lòng túi giấy dầu nửa cặp bánh bao trắng nõn lộ ra theo nhịp sốc nảy của con ngựa mà như muốn sổ ra ngoài. Ngươi ăn không? Trữ Thải Vi hào phóng đưa tới một cái bánh bao, bổ sung, thịt đó. Hứa thất an cảm động trong lòng, giống như nghe được hứa linh âm bởi vì lo lắng bản thân chỉ uống một chén cháo. Đồ tham ăn này đã coi mình là người một nhà. Hứa thất an tiếp nhận bánh bao để tới miệng, thuận tay đưa cương ngựa cho lại viên trong cửa. Vừa ăn vừa đi, đồng thời hỏi, có manh mối gì? Trữ Thải Vi trả lời, ta đã hỏi thăm, Tống Khanh Sư Huynh nói, ngoại trừ bộ phận pháp khí trong cung cùng với ti thiên giám, ở kinh thành này, pháp khí có thể che chắn vọng khí thuật, đại khái chỉ Phật môn có. Ừm, không phải là chùa Phàm Nhân, là Thanh Long Tự. Thanh Long Tự là chuyện thừa kéo dài từ bảo tháp tự. Hứa thất an kinh ngạc, lại không sợ hãi. Quả nhiên, Phật môn không thoát khỏi liên quan với vụ án tan bạc lần này. Ti thiên giám, hoàng thất, Vu thần giáo, yêu tộc phương Bắc, trấn Bắc Vương, Phật Môn. Vụ án tan bạc nho nhỏ, vậy mà liên lụy tới nhiều thế lực lớn như vậy. Ăn xong bánh bao, hứa thất an để Chu Quảng Hiếu cùng Tống Đình Phong đi thông báo những người khác tập kết ở phía trước sân. Đoàn đội trước mắt hứa thất an bao gồm Kim Ngọc Đường, Trấn Tà Đường, Xuân Phong Đường, Ti Thiên Giám Trữ Thải Vi, sáu gã bộ khoái phủ nha. Tổng cộng 24 người. Hai ngân la Mẫn Sơn cùng Dương Phong phụ trách xác minh sản xuất hỏa dược của công bộ, sử dụng ghi chép lại, đây là loại công việc trường trà lại tốn thời gian bậc nhất. Hứa thất an nhận định hỏa dược không xuất phát từ công bộ, nhưng vì cẩn thận, vẫn không đình chỉ điều tra. Hôm nay, sau khi biết vụ án tan bạc liên lụy nhiều thế lực như vậy, hứa thất an tự nổi lòng cảnh giác, tận lực sử dụng tối đa nhân thủ. Hắn đi trước một chuyến tới hoàn thành, những người khác bị ngăn ở bên ngoài, có thể cùng nhau đi vào chỉ có đồ tham ăn trữ thải vi cô nương này là khách quen hoàn thành muốn đến là đến còn muốn đi thì chưa đi ngay được địa vị không cho phép trưởng công chúa có phải là ban thưởng cho ngươi một khối ngọc bội không hứa thất an hỏi trữ thải vi gật gật đầu ta cũng có hứa thất an lấy ra ngọc dắt ở thắt lưng của lâm an công chúa đắc ý giàu dạt khoe khoang nhìn có chút quen mắt a à, là của Lâm An công chúa sao? Trữ Thải Vi duyên dáng kêu to một tiếng. Ta hiện tại là người của Lâm An công chúa, nàng rất thưởng thức ta. Biết trưởng công chúa không ban thưởng ngọc bội cho ta, nàng vội vàng cho một cái, ra vẻ mình càng coi trọng ta hơn trưởng công chúa, càng đáng để đi theo hơn. Hứa Thất An kể lại chuyện ngày hôm qua cho Trữ Thải Vi. Nàng thật ngốc. Trữ Thải Vi khanh cười khanh khách, ra vẻ chế nhạo Lâm An. Đại ca đừng cười nhị ca, ngươi không nên cười nhạo phiếu phiếu. Hứa thất an phụ họa, đúng vậy, không phải cô gái nào cũng thông minh giống Thải Vi cô nương. Khuôn mặt trữ Thải Vi hơi đỏ, cười càng ngọt ngào. Không bao lâu, rốt cuộc đi vào vương phủ hoài thân. Danh xưng của Trấn Bắc Vương là Hoài Vương, lại là em trai ruột của Nguyên Cảnh Đế, bởi vậy phủ đệ được gọi là Vương Phủ Hoài Thân. Trước cửa đặt hai con sư tử làm bằng cẩm thạch, cửa lớn cao hai trượng, chữ khắc trên biển được sơn màu vàng, khí phách hiên ngang tới cả cái khuyên lớn dùng để đập cửa cũng lớn hơn phủ đệ các vương công quý tộc khác trừ bá đạo xa hoa hứa thất an không nghĩ không ra được từ khác để hình dung ở cửa có một đám người mặc mũ giáp đầy đủ đứng trong vẻ mặt nghiêm túc bản quan là hứa thất an người được bệ hạ chỉ định toàn quyền điều tra vụ án tan bạc có việc quan trọng muốn bái kiến vương phi mau đi truyền lời hứa thất an lấy ra kim bài một người liếc hứa thất an một cái trầm giọng nói vương phi không gặp bất luận kẻ nào mời trở về đi hứa thất an nhướng mày đang muốn chỉ trích lại nghe kẻ đó cười lạnh bổ sung cái này cũng là mệnh lệnh của bệ hạ cho dù là trưởng công chúa muốn gặp vương phi cũng phải xem tâm tình vương phi chúng ta mau cút đi lần sau bớt làm trò lấy lông gà làm lệnh tiễn hứa thất an bừng tỉnh đại ngộ gồ một tiếng cười nói thì ra ngươi ám chỉ kim bài bệ hạ ban cho là lông gà người này sĩ nhục bệ hạ phạm phải tội đại bất kính. Hắn một tay đè lại chui đao sau thắt lưng, miệng nở nụ cười lạnh, bản quan hiện tại muốn truy bắt phạm nhân, ai dám quấy nhiễu, giết không cần hỏi. Xoẹt! Trường đao hắc kim rời ra khỏi vỏ nửa tất, âm thanh sắc bén khí truyền ra. Thị vệ châm chọc hứa thất an biết mình lỡ miệng, sắc mặt hơi trắng bệt. Thủ lĩnh đám thị vệ trừng lớn mắt lường cấp dưới không biết ăn nói, đi tới chỗ hứa thất an, lúc di chuyển, áo giáp rung động răng rắc. Vị đại nhân này, Vương Phi không ở trong phủ. Đi nơi nào rồi? Hứa thất an ngồi ở lưng ngựa, tràn ngập vẻ bể nghệ hỏi. Ti chức chỉ là thủ vệ, nào biết được hành tung của Vương Phi. Nhưng nàng quả thật không ở trong phủ, sáng nay mới ra khỏi thành, chỉ trước lúc các ngươi đến nửa canh giờ. Thủ lĩnh đám thị vệ ra vẻ thân thiện nói. Hứa thất an hơi vuốt cầm, thái độ cứng rắn, bản quan hiện tại muốn truy bắt phạm nhân, ngươi không muốn bị phán tội bao che đồng nghiệp thì phải trợ giúp ta bắt người này hắn chỉ vào người mặc áo giáp mở miệng châm biếm đại nhân thủ lĩnh đám thị vệ nóng nảy trong lòng tức giận muốn chết nhưng không dám trở mặt thành khẩn nói vương phi quả thật không ở trong phủ đường đường là thị vệ phủ thân vương vương công quý tộc bình thường đến đây hắn còn không thèm nể mặt nhưng trong tay đối phương có kim bài lại bắt được nhược điểm cấp dưới, thủ lĩnh thị vệ chỉ có thể dĩ hòa vi quý. Hứa thất an lúc này mới tin tưởng, quay người mang theo trữ thải vi rời khỏi. Vương Phi có chút ý tứ, đến cả trưởng công chúa cũng không thể gặp. Hứa thất an cười nói. Trữ thải vi không phụ sự mong đợi của mọi người, hoàn toàn không nhận thấy được ý đồ của hứa thất an, thành thật trả lời, thân phận Vương Phi rất đặc thù. Đặc thù như thế nào? Đây là bí mật. Trữ Thải Vi nhe răng cười, việc này ngươi đừng hỏi nhiều, không có lợi lộc gì đâu. Nói xong, nàng cao mày cảnh cáo, không được dùng đồ ăn hối lộ ta. Vì sao? Bởi vì ta sợ nhịn không được. Nàng tuổi thân quốc ức nói. Hôm nay có ba nhiệm vụ, điều tra cái chết của triệu huyện lệnh đã có kết quả tương đối chuẩn xác. Trong hai nhiệm vụ còn lại, gặp Vương Phi không thành công. Hứa thất an xuất sư bất lợi cảm thấy không cam lòng hắn là một người làm việc luôn luôn nghiêm túc tâm tình không tốt tuyệt đối không phải vì ham mê sắc đẹp vương phi muốn chứng kiến đối phương một lần vương phi có đặc thù đặc thù này khẳng định không phải giá trị nhan sắc mà là cái khác nếu nàng đặc thù như vậy vì sao năm đó nguyên cảnh đế muốn đưa đại mỹ nhân cho trấn bắc vương hay là nói chính vì điểm đặc thù này mới là nguyên cảnh đế tặng mỹ nhân ra ngoài hứa thất an ngây ngẩn suy nghĩ một lát cuối cùng ném chuyện vương phi ra khỏi đầu án đã khó giải quyết như vậy, không thể bởi vì việc trâu ri này mà lãng phí tế bào não. Tây Giao Đại Phụng có một tòa Bạch Phượng Sơn, từ cửa thành Tây xuất phát, đi hơn nửa ngày là đến nơi. Đặt tên Bạch Phượng Sơn là vì trong núi có một loại chim hoang dã màu trắng sống, đuôi rất dài, tựa như Phượng Hoàng, cho nên được gọi như vậy. Nhưng hiện tại Bạch Phượng trên núi hầu như đã tuyệt tích, mà việc này phải nhắc tới Ti Thiên Giám Hoa. Hàng tháng một vị Ti Thiên Giám Áo Trắng đều chạy lên Bạch Phượng Sơn hái thuốc, thuận tay bắt mấy con bạch phượng mang về da nghiên cứu phát hiện thịt bạch phượng có tác dụng tráng dương đi tới chân núi bạch phượng sơn lữ thanh kiến thức rộng rãi nói tới chuyện này tống đình phong giật mình do dự mở miệng đầu nhi ta có một bằng hữu thân thể không tốt ta muốn bắt cho hắn mấy con bạch phượng mẫn ngân la mẫn sơn trợn mắt nói đã là lúc nào rồi còn đòi đi bắt chim chính sự quan trọng nếu làm chậm trễ phá án ai chịu trách nhiệm lý ngọc xuân nhíu mày không đáp hứa thất an liền cười nói lần này đến bạch phượng sơn chủ yếu là tìm hiểu một câu chuyện năm xưa cũng không phải thực khẩn cấp ngươi nhớ đi sớm về sớm là được mẫn sơn vừa nghe liền nghiêm mặt nói hứa đại nhân hay là để ta đi cùng tống đồng la cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau bắt con chim cũng muốn giúp đỡ lẫn nhau hứa thất an liếc hắn một cái ngươi cũng có một người bằng hữu mẫn sơn cảm giác toàn bộ nam nhân đều dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm mình Mẫn Ngân La có chút cấp cáp, nửa ngày mới nói một câu, có tác dụng tráng dương không đều không quan trọng, chủ yếu là muốn nếm thử thịt loài chim sắp tuyệt chủng có mùi vị gì. Mọi người cười phá lên, hứa thất an cười xong cao mày nói, ta vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, vụ án tan bạc này có bối cảnh phi thường phức tạp, ở Kinh Thành các ngươi đi đâu ta mặc kệ, trừ Kinh Thành, không được rời khỏi đơn vị. Dọc theo con đường mòn ngoằn ngoèo, đám người tới chỗ chân núi, nơi này có một tòa đền thờ thật lớn, trên tấm biển viết ba chữ Thanh Long Tự. Thanh Long Tự không đến mức khách hành hương nhiều như mây, nhưng cũng không tính tiêu điều, ven đường ngẫu nhiên có thể thấy dân chúng các vùng xung quanh rủ nhau lên núi thắp hương. Bên ngoài đền thờ biên là một chiếc xe ngựa xa hoa, hơn 10 hộ vệ ăn mặc giáp mũ đầy đủ đang đứng ở đó. Chiếc xe này làm hứa thất an thấy rất quen mắt, chế tạo bằng cây lim tơ vàng, thân xe khắc họa hình ngọc phiến cùng lá vàng. Lúc trước khi hắn đi giáo phường ti đã từng gặp chiếc xe ngựa này chủ nhân xe ngựa còn từng kính nhờ hứa thất an ném thẻ vào bình rượu, dùng 400 lượng hoàng kim thay đổi bộ đề thủ xuyến. Đúng rồi, Kim Liên đạo trưởng từng nói cô gái trong xe ngựa sẽ có một đoạn duyên phận với mình. Sẽ là ai đây, cây liêm tơ vàng chỉ dùng cho hoàng thất, xe ngựa trưởng công chúa cùng nhị công chúa đều không như thế, chẳng lẽ là một quận chúa? Hoặc là, phi tử hoàng đế? Không không không, khẳng định không phải phi tử, đừng tự dọa bản thân. Cho dù là phi tử, cũng phải là bác gái cấp bậc mỹ phụ mới được. Hắn ở trong lòng bổ sung một câu. Một dây cương ngựa vào cọc gỗ bên ngoài đền thờ, để lại một người nhanh nhẹn thuộc phủ nha, một đồng la trong ngựa mã, hứa thất an mang theo đã canh nhân lên núi. Đi chưa được mấy bước, hứa thất an đã thấy dưới chân mềm nhũng, dẫm lên một túi thơm. Hôm nay không kiểm tra bạc, mà chuyển sang kiểm tra túi thơm. Hắn cúi người nhặt lên, nắm ở bàn tay, hoa văn túi thơm phức tạp tinh tế, chắc chắn do người rất khéo tay làm ra chất liệu sang quý không phải con gái nhà giàu thì không sở hữu được túi thơm một mặt theo chữ nam màu vàng một mặt còn lại theo chữ chi tết nút thiên thiên kết màu vàng đẹp mắt hứa thất an ngửi được một mùi thơm dễ chịu giống nước hoa giống đàn hương lại giống như mùi thơm cơ thể chỉ con gái mới có người phía trước các ngươi đợi một chút phía sau mọi người truyền đến một giọng điệu thanh thúy một cô gái mặc áo choàng ngắn màu lam đuổi theo thấy trang phục của đã canh nhân cũng không sợ chỉ vào túi thơm trong tay hứa thất an nhẹ nhàng thở ra nói cái này là của nương nương nhà chúng ta nàng búi tóc kiểu nha hoàng trên người vậy mà ăn mặc còn tốt hơn con gái nhà giàu hứa thất an theo bản năng nhìn xe ngựa xa hoa phía chân núi nương nương nhà các ngươi đừng hỏi nhiều mau trả túi thơm cho ta cô gái nói bằng giọng điệu rất kiêu ngạo túi thơm nào hứa thất an đút túi thơm vào trong lòng ngươi cô gái hung tợn trợn mắt lườm hắn một cái ngươi chờ đó cho ta tiếp theo nàng nâng làng váy dọc theo thềm đá chạy bình bịch xuống hứa thất an không đi tiếp dừng lại tại chỗ nhìn nàng tới gần xe ngựa không biết nói gì với người trong cửa sổ trữ yến đừng gây chuyện đó là xe ngựa chuyên dụng của hoàng thất lý ngọc xuân nhíu mày nói hứa thất an chỉ là phụng chỉ ra án ở trong lòng xuân ca hắn vẫn là cấp dưới của mình. Xuân ca không hy vọng hứa thất an đang tra án lại gây thêm chuyện khác, như vậy cho dù tương lai lập công chuộc tội, đắc tội người không nên đắc tội, cố gắng hiện tại liền ủng phí. Ngươi không hiểu, nàng có duyên với ta. Hứa thất an lắc đầu, không giải thích, vẫn chú ý động tĩnh bên xe ngựa. Kết cục làm cho hứa thất an thất vọng, hắn mơ hồ thấy cửa kính xe mở ra một khe hở, người ở bên trong tựa như đang nhìn kỹ hắn. Cách quá xa, hắn cũng không biết tình hình trong xe thế nào. Cửa kính xe rất nhanh đóng kín. Vài giây sau, xe ngựa chậm rãi chuyển động, càng lúc càng xa. Xem ra duyên phận chưa tới. Hứa thất an phun ra một hơi, đi thôi, đi gặp chủ trì thanh long tự. Một đám mặt trang phục đã canh nhân vào trong chùa, lập tức làm một vị chấp sự tới tiếp đãi. Vị chấp sự này là một hòa thượng béo khuôn mặt tròn trịa, tràn ngập vẻ hiền lành, tuổi chừng hơn 40, hai tay chấp lại, bần tăng là giam viện thanh long tự pháp danh hằng thanh mấy vị đại nhân mời vào bên trong hắn dẫn đám người hứa thất an vào tự nhiệt tình giới thiệu lịch sử thanh long tự tự xưng là truyền thừa chính tông từ tây phương trong chùa tu phật pháp đại thừa cung phụng là phật đà ánh mắt hứa thất an đảo qua xung quanh khoát tay gọi phương trượng các ngươi ra đây bản quan có việc muốn hỏi thanh long tự là tòa chùa miếu duy nhất thờ phật trong địa phận của kinh thành đại phụng đúng như lời vị chấp sự này truyền thừa là phật pháp đại thừa tây phương trước khi đến hứa thất an đã sớm tìm hiểu tin tức phương trượng thanh long tự là ngũ phẩm luật giả so với bất kỳ ai trong bọn hắn đều giỏi đánh đấm hơn nhưng hứa thất an không chút lo lắng bởi vì hệ thống phật môn giai đoạn đầu không am hiểu chiến đấu ngoại trừ bác phẩm võ tăng cửu phẩm phật môn gọi là sa di cảnh giới này rất có ý tứ bí quyết trung tâm là thủ giới trong ba năm không phá giới liền có thể tấn thăng nghe rất đơn giản nhưng thực hành thì khó hơn lên trời giới luật vật môn nghiêm ngặt phức tạp có lẽ sẽ phạm giới ở trong vô tình bác phẩm là võ tăng không khác biệt với võ giả bao nhiêu đánh nhau rất giỏi thất phẩm pháp sư lục phẩm thiền sư đều không giỏi chiến đấu đến ngũ phẩm luật giả mới coi như có biến đổi về chất đáng nhắc tới là lúc hứa thất an tìm đọc tư liệu ở phòng công văn nha môn đã phát hiện một chuyện rất thú vị phẩm chất tiếp theo của cửu phẩm sa di là thất phẩm pháp sư trực tiếp nhảy vọt qua bác phẩm võ tăng. Tư liệu không ghi lại lý do vì sao, thời gian cấp bách, hứa thất an cũng lười bỏ thêm thời gian nghiên cứu hệ thống Phật môn, chỉ đoán là trong hệ thống Phật môn có khả năng tồn tại hai chiều hướng hoàn toàn khác nhau. Phương trượng đang đã tọa, không tiện quấy rầy, mấy vị đại nhân có gì thì cứ nói với ta. Hằng Thanh dẫn mọi người vào phòng trà, mệnh lệnh cho sa di dân trà lên. Trong tự có pháp khí che chắn được vọng khí thuật của ti thiên giám không? Hứa thất an ngồi xếp bằng trên bồ đoàn Gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi Đại sư, người xuất gia không được nói dối Ánh mắt hứa thất an biến thành lợi hại Hằng thanh cúi đầu Không đối diện với hứa thất an Bần tăng nói đều là lời thật Chẳng lẽ vượt qua cửu phẩm sa di cảnh Liền có thể nói dối mà không cần kiên nể gì cả Hứa thất an ngoài cười nhưng trong không cười hỏi Hằng thanh cúi đầu Không đáp lời đối với ánh mắt lạnh như băng của các đã canh nhân xung quanh, hoàn toàn không thèm để ý. Không dùng biện pháp mạnh thì không chịu nghe lời. Hứa thất an có chút tức giận. Ai, xem ra hôm nay tới đây phải tay không mà về. Hứa thất an rốt cuộc uống cốc trà, thở dài nói. Đại sư, ngươi hẳn là biết gần đây ở Kinh Thành đang rất xôn xao vì vụ án tan bạc đúng không? Hằng thanh đại sư không nói lời nào. Hứa thất an dùng ánh mắt ý bảo đồng nghiệp an tâm chớ vội, tiếp tục nói ta là người phụ trách giải quyết vụ án này được chính bệ hạ chọn ra nhưng không phải vì ta được lòng bệ hạ mà là hứa thất an thở dài một tiếng lại không nói tiếp hằng thanh đại sư nhịn không được nhìn hắn một cái vừa vặn chuyện này cũng nghẹn ở trong lòng rất lâu rồi nếu đã đến đây vậy liền tâm sự với đại sư một phen hứa thất an nói vài ngày trước ta nhận lệnh đi điều tra một tên quan phạm tội bệ hạ nhân từ không xử tội lây người nhà trong phủ. Nhưng lúc xét nhà, vài người đồng nghiệp thấy nữ quyến trong phủ xinh đẹp, liền nổi lên ác ý, muốn mạnh mẽ làm nhục. Trong đó có một cô gái chỉ 12-13 tuổi. Ta không thể chịu đựng được chuyện như vậy, cho nên ngăn cản bọn họ, cuối cùng xảy ra xung đột với thượng cấp, cũng suýt nữa giết luôn thượng cấp. Ta bởi vậy mà bị phán tử tội. Cho nên bệ hạ giao án tan bạc cho ta xử lý, để ta lập công chuộc tội bạn tốt của ta nói lúc đó ta quá xúc động quyết định chính xác phải là tạm thời nhẫn nhịn sau đó lại báo về nha môn nhưng như vậy thì cô gái đã sớm bị làm nhục hứa thất an lộ ra vẻ thống khổ rối rắm người đời đều nói vật pháp không cùng phổ độ chúng sinh xin hỏi đại sư ta đến cùng là làm đúng hay sai lữ thanh chấn động lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới phía sau việc hứa thất an bị phán tử hình còn giấu một chuyện như vậy hắn quả nhiên không giống như những nam nhân khác trong con ngươi của nàng tràn ngập vẻ mềm mại. Khuôn mặt Hằng Thanh hơi đổi, không nghĩ tới tên tay sai triều đình này vậy mà là hạng người nhiệt huyết thiện lành như vậy. Thế là A Di Đà Phật một tiếng rồi nói: "Thí chủ chỉ cần không thẹn với lương tâm, vậy thì không sợ dính nhân quả." Đại sư cũng thấy ta làm sai. Hứa Thất an ảm đạm nói. Hằng Thanh do dự một chút, đáp lời: "Thí chủ từ bi cứu người, không sai chỗ nào." Hứa Thất an truy hỏi: nhưng vì sao triều đình muốn phán ta tội chết? Hằng thanh đại sư Trấn An, đời là biển khổ, thân ở trong đó thì rất nhiều thời điểm không thể tự do làm theo ý mình, thiện tâm chưa chắc sẽ thu được thiện báo. Nhưng dù đến muộn thì nhất định nó cũng sẽ đến. Vụ án tan bạc trong âm thầm là do số trời tác động, cũng là cơ hội chuyển mình của thí chủ. Đại sư, ta ngộ rồi. Hứa thất an bừng tỉnh, quay đầu nói với mọi người. Mọi người đều đã nghe được, Hằng Thanh Đại Sư nói, Đại Phụng là biển khổ, vụ án tan bạc là báo ứng của Hoàng Thất. Thất thần làm cái gì, mau bắt người. Vút vút vút. Mọi người lập tức đứng dậy, âm thanh rút đao vang lên xoèn xoẹt. Trong một căn phòng. Phương trượng Thanh Long tự là bàn thụ đại sư, tuổi đã 62, đầu trọc không còn sáng loáng như khi còn trẻ, râu bạc trắng dài xuống tận ngực. Là ngũ phẩm luật giả, hắn đã dừng bước ở cảnh giới này hơn 20 năm. Hệ thống Phật môn chú trọng chữ ngộ, có một số cao tăng ra sức thiền định mấy chục năm, tận đến lúc chết không thể tiến thêm một bước. Mà có một số tăng nhân, vào một đêm bình thường đang nằm trên giường, trong một khoảnh khắc bỗng ngộ ra vạn pháp, trực tiếp tăng tiến bằng mấy chục năm khổ tu. Bàn thụ đại sư có thể là loại trước, cũng có thể là loại sau, trước khi ngộ đạo, không ai xác định mình có thể ngộ đạo không. Cái này gọi là ngộ đạo, Phật pháp vô biên. Phương trượng, phương trượng một vị chấp sự đi vào bên ngoài sân, lo lắng hô, trong tự xuất hiện một đám đã canh nhân, đã trói lại hàng thanh giám viện, nói hắn chửi bới triều đình, miệt thị hoàng thất, muốn bắt bỏ tù. Bàn thủ phương trượng mở mắt, dùng thanh âm ôn hòa nói, ta đã biết. Cửa phòng tự động mở ra, thân hình bàn thủ phương trượng biến mất. Đã canh nhân bắt theo hàng thanh giám viện đi ra hướng bên ngoài chùa, tăng nhân xung quanh ngày càng tụ tập nhiều, ánh mắt lộ vẻ đối địch, mơ hồ hình thành thế bao vây, chỉ cần có người đi đầu, sẽ lập tức vây lại đám tay sai triều đình này. Nhưng uy thế của đã canh nhân quá mạnh, vây quanh đám tiểu nhân này, nói không chừng ngày mai bọn chúng sẽ mang theo quân số gấp mấy lần quay lại, sang bằng Thanh Long tự. Bởi vậy, không có người nào hành động thiếu suy nghĩ. Đại sư không phải sợ, đi nha môn đã canh nhân, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, rất nhanh sẽ thả ngươi trở về. Hứa Thất An trấn an lúc này nụ cười của hứa thất an ở trong mắt hàng thanh đại sư giống như ác ma mỉm cười hoàn toàn không có chút tác dụng an ủi a di đà phật một âm thanh tràn ngập vẻ nhân hậu truyền đến vô hình trung làm dịu đi địch ý cùng sự tức giận của các tăng nhân hứa thất an thấy được một lão hòa thượng thân khoác áo cà sa vừa đỏ vừa vàng đột ngột xuất hiện ở phía trước chặn đường đi của các đã canh nhân bần tăng là bàn thụ bàn thụ phương trượng hứa thất an nghiêm nghị hai tay chấp lại trả lễ rồi nói bản quan có việc muốn hỏi phương trượng mời đi theo bần tăng bàn thụ phương trượng thở dài một lần nữa đi vào trong phòng lúc này trừ hứa thất an cùng ba ngân la các đã canh nhân khác đều đứng ở bên ngoài đối mặt với một vị cao thủ ngũ phẩm thái độ của hứa thất an trịnh trọng hơn rất nhiều ngũ phẩm luật giả tương ứng với ngũ phẩm hóa kình cảnh của hệ thống võ đạo đây là cao thủ đã vượt xa đồng bì thiết quốc cảnh phương trượng đại sư bản quan nhận lệnh hoàng đế điều tra án tan bạc ngẫu nhiên phát hiện một vị bách hộ kim ngô vệ có thể giấu giếm được thuật sĩ ti thiên giám chẳng rõ thanh long tự sở hữu pháp khí nào có tác dụng này không hứa thất an nhắc nhở vụ án này rất quan trọng vì thanh long tự phương trượng đại sư nhất định phải bẩm báo chi tiết bản quan không phải là uy hiếp đại sư hy vọng đại sư hiểu được Bản tự quả thật có một món pháp khí che đậy khí tức, giấu giếm được tất cả phương pháp xem xét. Bàn thủ Phương Trượng dùng giọng điệu ôn hòa trả lời. Vật ấy còn ở trong chùa không? Không còn. Phương Trượng lắc đầu. Hứa Thất An không nói gì, im lặng chờ giải thích. Bàn thủ Phương Trượng tạm dừng vài giây, thở dài nói, Hằng Thanh Sở dĩ lừa gạt đại nhân, cũng bởi vì nó liên quan tới một chuyện không hay trong tự. Lan truyền ra ngoài, cũng có khả năng mang tới đại họa cho bản tự. Bần Tăng có một đệ tử, pháp danh Hằng Tuệ, trời sinh thông minh, Bần Tăng vốn ký thác kỳ vọng rất cao với hắn, nhưng mà tâm hắn không tịnh, nảy sinh tư tình với nữ khách lên núi hành hương. Đánh cắp món pháp khí kia, rồi cùng nhau bỏ trốn, rời khỏi kinh thành. Hứa thất an hiếp mắt, nhìn kỹ phương trượng, thuận miệng hỏi, vậy thân phận nữ khách hành hương kia là gì? Bàn thủ phương trượng chấp hai tay lại, thấp giọng nói A-di-đà Phật, rồi bất đắc dĩ trả lời bình dương quận chúa trong đầu hứa thất an giống như có sấm sét nổ vang ở vương triều đại phụng tổng cộng chỉ có mấy loại người được xưng hô quận chúa con gái thứ của hoàng đế con gái hoàng tử thái tử con gái thân vương vương nữ nghiêm khắc mà nói ngoại trừ hoàng hậu sinh trưởng công chúa ba vị công chúa đều là con thứ nhưng nguyên cảnh đế đời này chỉ có bốn con gái vật hiếm sẽ quý mỗi công chúa đều có phong hào cho nên trước từ xưng hô các nàng không có chữ quận đương kim thái tử tuy có con gái nhưng tuổi còn quá nhỏ không có khả năng liên quan tới chuyện trộn đồ bỏ trốn bởi vậy hứa thất an suy đoán vị bình dương quận chúa này là con gái tôn thất vương nữ vụ án này càng tra càng phức tạp hòa thượng bỏ trốn cùng quận chúa sẽ sắm vai nhân vật gì đây hứa thất an hỏi chuyện này xảy ra khi nào hơn một năm trước bàn thụ phương trượng trả lời Đa tạ đại sư giải thích, bản quan còn có một việc muốn hỏi. Thí chủ cứ nói. Thanh Long tự lúc ban đầu là truyền thừa của Bảo Tháp tự do Hòa thượng Tây vực tạo thành, đúng không? Bàn Thủ Phương Trượng không nói gì, xem như đồng ý. Sau khi Hà Miếu Vĩnh Trấn Sơn bị phá hủy, bản quan từng phát hiện ở đáy hồ một tòa đại trận, trên trận có khắc Phật văn. Tòa đại trận đó được bố trí từ 500 năm trước, mà Bảo Tháp tự cũng là 500 năm trước xuất hiện. Càng thú vị là võ tông hoàng đế cũng vào 500 năm trước. Hứa thất an tạm dừng một lát. Chuyện lúc trước, Phật môn Tây Vực có ghi chép gì không? Nói xong, hứa thất an thấy sắc mặt bàn thụ vô cùng khó coi, đã mất đi vẻ lạnh nhạt của cao tăng đắc đạo. Đại nhân, bần tăng muốn hỏi một chuyện. Ánh mắt bàn thụ phương trượng sáng quắc nhìn vào hắn, muốn nói lại không dám nói, sau hồi lâu mới mở miệng. Vật gì đó dưới tang bạc, thật sự, rời đi rồi sao? không thể sai được. Hứa thất an đáp lại bằng câu trả lời khẳng định. Bàn thủ phương trượng như là bị đã kích thật mạnh, vẻ sợ hãi trong mắt khó lòng bình phục, hai tay hắn run nhẹ nhẹ, chắp tay, nói A-di-đà Phật để che giấu cảm xúc không khống chế được. Cái phản ứng này, hứa thất an có chút bất ngờ, phản ứng của lão hòa thượng có chút quá khích, hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi, dưới phong ấn tan bạc có phải là giám chính đời đầu không? Lão hòa thượng không đáp lại, chỉ lo cuối đầu niệm a di đà phật lông mi trắng rung rung qua thật lâu sau cảm xúc của bàn thủ phương trưởng mới chậm rãi ổn định trầm giọng nói bần tăng không biết dưới tan bạc phong ấn vật gì nhưng có một câu đã lưu truyền từ thời bảo tháp tự còn tồn tại tới nay ma vật tan bạc ra ngoài thiên hạ đại loạn năm đó bảo tháp tự chính là vì trấn thủ phong ấn tan bạc nên được xây dựng sau đó triều đình sợ hãi phật môn hưng thịnh thi hành chính sách diệt phật cao tăng phật môn đều lui về tây vực chỉ để lại một nhánh thanh long tự này. Trước khi rời khỏi, các cao tăng đã liên tục căng dặn, bảo chúng ta phải chú ý chặt chẽ động tĩnh tan bạc, một khi thấy khác thường liền lập tức báo lại. Nghe chuyện này, sao lại cảm giác Phật môn càng để ý phong ấn tan bạc hơn cả hoàng thất đại phụng? Từng, giám chính đời đầu là nhất phẩm, thiên hạ đại loạn cũng không tính là khuếch đại. Dù sao nhất phẩm đã là đỉnh cao thế gian. Bần tăng chỉ biết tới đó, đại nhân còn gì muốn hỏi? không còn. Bàn thủ phương trượng gật gật đầu, thân thể đột ngột biến mất, như là làm ảo thuật. Hứa thất an trợn to mắt, hâm mộ muốn chết, chiêu dịch chuyển tức thời này thật ngầu mà. Cuộc nói chuyện chấm dứt thì thời gian đã sắp giữa trưa, đám người hứa thất an ở lại thanh long tự ăn cơm bố thí. Cơm chay của thanh long tự ăn ngon thật. Trữ thải vi một hơi ăn hai bát, còn xin thêm bát thứ ba, nội tâm hài lòng khen ngợi. Cơm chay thanh long là trộn gạo đen, hạt kê, dầu vừng được chưng cất, hạt gạo no đủ, trong suốt lấp lánh, hương khí sông mũi. Thức ăn chay cũng làm rất chú tâm, màu sắc hương vị đều rất tốt. Hứa thất an ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy, cũng thật cao hứng, cười nói, nữ thí chủ, đừng chỉ biết ăn một mình, tiểu tăng cũng muốn ăn. Trữ thải vi bảo vệ cái bát, liếc mắt xem thường, tức giận nói, đồ ăn của ngươi cũng đâu khác gì của ta. Hứa thất an lắc đầu, cái tiểu tăng muốn ăn không phải là thức ăn vậy ngươi muốn ăn cái gì xa tận chân trời gần ngay trước mắt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha